chiếc xe đạp ngày nào em vẫn chờ từng ngày. Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Đừng quên lo hôm nay mình sẽ làm clip đó là nấu đồ ăn trên xe đạp cho mọi người. Mình sẽ nấu đồ ăn khi mà vừa lái xe đạp vừa nấu đồ ăn và anh em thích clip như thế nào á. Mời tất cả các anh em cùng theo chân mình để mà xem hết cái clip này nha. Chiếc xe đạp này anh, mang em trao đến anh. Và chiếc xe đạp này anh. Here we go. Hello, cutie pie. Nấu cháo heo. Nêm gia vị nha anh em, muối nha. Thơm ngon mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Trời ơi, lịch chơi. Thôi từ từ, từ Ha ha ha!
nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thì nói lại cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ cho mình các bạn. Mời các bạn bút bàn trao nha. Nè anh em, mời anh em.